Sáng ngày mai lúc 7 giờ rưỡi, tôi sẽ ở trước cổng khu nhà cô, chạy xe chở cô đi làm. Cũng được. Cũng được. Sơ suất quá. Tôi cho hai người hai lựa chọn. Thứ nhất, khiêng nó lên trên kia. Thứ hai, bị tôi đánh cho một trận rồi khiêng nó lên trên kia. Nè, quay lại, quay lại, quay lại. Cho hai người thêm một chọn lựa nữa. Đây. Giỏi lắm. Sao anh có thể đem xe lên đây được vậy? Chuyện nhỏ thôi, khi nó lên đây đó. Vậy lát nữa chúng ta làm sao đem xuống đây? Đẩy nó xuống, cô phụ đỡ nó với tôi là được. Được. Được, đi chỗ này. Đi, 1, 2, 3, đi. Để lâu không? Không ngờ đúng không? Tìm tôi có chuyện gì không? Chuyện tốt, có thể kiếm tiền, làm không? Nói ra nghe thử xem. Giúp chúng tôi viết mấy bài báo đăng. Cô cảm thấy tôi còn hợp tác với Chu Du nữa không? Tôi đã làm qua công ty khác. Con không phải là vợ cậu sao? Lần trước sau khi cậu đi, tôi cũng bye bye với anh ta rồi. Vậy tôi làm cho công ty đối thủ của anh ta, chỉ phụ trách mạng quảng cáo. Kiếm tiền mà, đâu không phải là tiền, đúng không? Nếu không sao tôi lại phải đến làm việc cậu chứ? Cô muốn tôi viết bài gì? Đơn giản thôi, nghe cũ của cậu thôi. Cậu hãy viết ra toàn bộ những gì cậu biết liên quan đến anh ta. Nhắc đến chuyện này, thật sự rất xin lỗi chuyện lúc đó. Không sao, hiểu mà. Người nghèo đương nhiên cũng có chi phí. Cũng không hẳn là toàn bộ. Do tôi không thể mất công việc lúc đó được, cho nên thấy sợ. Thôi bỏ đi. Người nghèo không làm khó cho người nghèo. Người ta nói qua hết kiếp nạn còn anh em. Gặp lại nhau cười, xóa hết hận thù. Cô uống gì, tôi mời cô. Được, vậy tôi phải gọi bắt chút rồi. Nhát gan thì đói chết, to gan thì no chết. Mua ít quá. Đang làm gì vậy?
Đang làm việc, rất gần ở nhà cậu. Đã ăn gì chưa hả? Tôi đã ăn rồi. Vậy cậu có muốn ra chỗ cũ đi dạo một lát không? Được. Vậy cậu làm xong việc rồi nói một tiếng. Mùa ít quá. Hình như hôm nay cậu đang rất vui. Thành công một dự án lớn, kiếm được một ít. Vậy phải chúc mừng cậu rồi. Gần đây tâm trạng của cậu cũng rất được đó. Tôi hả? Do tôi cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần hơn. Mục tiêu là gì? Thật ra cũng không phải mục tiêu lớn lao gì. Chính là kiếm tiền thật nhiều, trả hết số nợ còn đang thiếu. Sau đó mua nhà, mua xe. Sau đó lập gia đình. Sau khi đi làm về, sẽ đi ra ngoài chợ mua đồ về nấu cơm. Rồi còn quét dọn nhà cửa nè. Cùng nhau ngồi xem truyền hình nè. Cùng chọc ghẹo các con. Nếu như vẫn còn tiền dư thì ra ngoài du lịch mấy ngày. Nói như vậy thì mục tiêu lớn của cậu chính là lo hết việc nhà. Thật ra theo như tôi nghĩ, một người đàn ông sau khi đã có sự nghiệp ổn định rồi, dành một chút thời gian đi làm chuyện nhà, thật ra cũng chính là một chuyện khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì tốt. Bất giác thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Mới đó đã 2-3 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó chúng ta đều phải thức đêm thức hôm cùng thảo luận câu hỏi. Lúc đó thấy rất hạnh phúc. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất. Tôi cũng vậy. Em chỉ muốn Hàng Tử Hiên trả tri nhân lại cho em. Nhưng bây giờ bạn Hàng Tử Hiên đã đi về nhà rồi. Em đưa cái này cho cô có được không? Ngồi xuống không, đi kéo. Nghe lời, bỏ xuống nhân xuống ngoan nha. Cô chơi chung với em có được không? Cô chơi chung với em. Ngoan đi mà, cô chơi chung với em. Không được quăng đồ lung tung, ngoan nghe lời. Cô chơi chung với em. Ngoan đi mà, nghe lời đi mà. Cô yên tâm, đối phó với mấy nhóc con, à không, mấy bạn nhỏ dễ thương này, tôi rất biết cách. Đợi một lát, anh đừng có làm bậy đó, tôi đi nghe điện thoại. Biết rồi. Alo hiệu trưởng, lập đội phải không? Được, tôi lập tức đến văn phòng ghi lại hết. Đồ rùa con. Anh Kỳ, kẹo mút có ngon không hả? Ngon lắm. Vậy lát nữa lúc anh gặp cô Lưu không được quậy nha chưa? Yên tâm đi, đàn em như cậu vậy đã làm rất tốt. Người làm đại ca như ta đây chắc chắn sẽ giữ lời. Tốt. Anh Kỳ, vậy thì anh có biết là lát nữa gặp lại cô giáo Lưu phải nói cái gì không hả? Lát nữa gặp cô giáo Lưu phải nói cậu là một anh trai tốt nha. Đúng. Đợi sau khi làm xong thì hai cái kẻ mút này đều là của anh đó, biết chưa? Ê, đừng có gấp. Lát nữa đi. Biết rồi. Cậu thích cô Kha Kha của ta, bản thân lại không dám nói, nhát gan quá đi. Tôi biết rồi. Nhưng lần này anh giúp tôi đi, giúp cho Tiểu Đào Đào. Hả? Giúp tôi nha. Không thành vấn đề. Ta đã không còn là mấy đứa con nít học lớp lá lớp chòi đó nữa. Ta sắp vào học lớp mầm tốt nghiệp mầm non rồi. Đạo lý này thì ta vẫn còn có thể hiểu. Đừng có quên kẻ mút đó nha. Bảo đảm. Anh Kỳ, hãy tin tôi, tin tưởng anh em. Tiểu Kỳ, kẹo mút này là ở đâu ra? Trần Đào, có phải anh mua không? Đâu có đâu. Kẹo mút ở đâu ra vậy? Khi nãy đâu có đâu. Tiểu Kỳ, em nói thật cho cô giáo biết, nếu không cô sẽ mét lại cho ba em biết đó. Là anh ấy mua, em cũng không muốn ăn. Cô Lưu ơi, anh này vô cùng xấu xa. Khi nãy anh ấy nói với em nhìn cô Lưu không đẹp một chút. Hiểu lầm rồi. Đẹp hả? Ai không đẹp hả? Cô đi ra ngoài với tôi một lát đi. Anh nói cho rõ xem. Đi ra. Anh nói ai không đẹp hả? Cô nghe nó nói đi ra. Ê. Anh Kỳ, có hơi quá đáng rồi đó nha. Tôi là đàn em của anh là đại ca.
Nó bán lại bắt đứng tôi liền vậy đó hả? Ai là anh em với anh chứ? Em chỉ là một đứa con nít thôi. Thi tổng, ngày mai chị Băng sẽ quay về đây, hay là ở đây thêm một ngày, ngày mai rồi về Thượng Hải? Thời gian không đợi người ta. À phải rồi, cổ phiếu lần trước tôi cho cô đã bán ra chưa? Tôi nghe lời thi tổng, giá gấp đôi tôi bán liền. Vậy thì tốt. Có định lực vậy, cô có thể chơi cổ phiếu được rồi. Lúc giá tăng dám bán, lúc giảm dám giữ, chính là tố chất cơ bản của một người chơi cao tay. Tôi hả? Cảm thấy cô rất có tài năng trong chơi cổ phiếu. Tôi đang tính mở thêm một văn phòng ở Trùng Khánh. Cô đến quản lý giúp tôi, có được không? Thi tổng, làm sao tôi dám nhận? Tuần sau tôi sẽ cho cô cổ phiếu của công ty dưới quyền tôi. Cô yên tâm, cổ phiếu của công ty tôi có thể thu mua lại mọi lúc. Nếu như anh thấy nó tăng quá chậm, nói một tiếng. Cổ phiếu của công ty em có thể thu lại mọi lúc. Sư ca, hay là mua một ít đi. Cổ phiếu này mạnh đến như vậy, lại hiếm khi sư muội giới thiệu nhiệt tình. Sư ca, đương nhiên phải mua một ít rồi. Lâu lắm rồi không gặp nhau, càng ngày sư ca càng nho nhã hơn. Sư muội không biết thôi. Sư ca hiện đang xem kinh dịch, thật sự là bác đại tinh thâm đó. Anh diễn tiếp đi. Anh như vậy hả? Là trụy lạc mà tưởng mình phong nhã, thô tục mà tưởng bản thân mình cao thâm. Cái lưỡi nói chuyện rất độc đó, cẩn thận, tối nay sư ca cắn nó đi mất rồi. Anh không nỡ đâu. Câu nói này không phải của em, là của một cô gái trẻ em mới quen biết gần đây. Em thấy cô ấy tổng kết những ông già thích ra vẻ, học đồ văn vẻ, thích bàn luận về nhân sinh như anh. Tổng kết vô cùng chính xác. Cô ấy nói các người thích diễn, vậy khi trước mặt các người cũng phải biết diễn. Một cô gái trẻ thông minh đến như vậy, sư muội không giới thiệu cho sư ca quen biết. Không dám giới thiệu cho anh quen, tránh gặp độc thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái trẻ đó vô cùng thông minh, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Đưa hình anh xem. Anh thấy sao? Đẹp đúng không? Anh quen. Anh không quen. Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà nhất quyết phải về nhà mới nói vậy? Vậy sao? Không biểu chứ. Ba ơi, giúp con một việc nha. Nói đi. Hôm qua tôi bị một con nhóc hại thê thảm. Tôi sợ Lưu Kha sẽ hiểu lầm về tôi, nên phải nắm bắt thời gian tỏ tình lại với cô ấy. Quyết không thể như lần trước được. Quá nhát gan. Vậy cho nên cậu giúp tôi nha. Nè, không phải là cậu đang tính kêu tôi giúp cậu đi tỏ tình đó chứ? Không phải, tôi là muốn nhờ cậu giúp tôi viết thứ gì đó. Tỏ tình với cô ấy chính là loại mà cao quý, rộng lớn, không mất phẩm chất, còn có một chút lãng mạn, tốt nhất là còn cho thêm mấy câu thơ cổ vào trong đó. Hay sao? Để cho viết lên. Đây. Viết lên đây luôn hả? Phải viết lên trên này. Đến lúc đó tôi thấy căng thẳng. Được, cách hay đó. Nói đi, tại sao cậu lại thấy thích Lưu Kha vậy hả? Lần đầu tiên gặp cô ấy chính là lần đánh nhau ở Thạch Khắc Nha. Sau đó cô ấy đã cùng tôi quay về tiệm sửa xe máy, còn giúp tôi quét dọn phòng sạch sẽ. Lúc đó tôi thấy rất cảm động. Cô ấy còn thích ăn mì do tôi nấu nữa. Nghĩ lại, hình như vào lúc đó tôi đã thấy thích cô ấy rồi. Xem như là vừa gặp đã yêu. Sau đó nữa, chúng tôi thường hay cùng nhau ngồi ăn lẩu, trò chuyện, bàn tiểu thuyết, chơi. Dần dần
trong lòng thấy thích. Nhưng mà cậu cũng biết rồi, một người có điều kiện như tôi vậy không dám tùy tiện thích một cô gái nào đó. Tôi mặc kệ, lần này tôi phải lấy hết can đảm của mình. Làm. Viết xong rồi. Nhanh quá vậy. Tiểu Kha, lần đó ở Thạch Khắc Nha, anh vừa gặp đã cảm thấy thích em rồi. Những chuyện xảy ra sau đó đều ghi khắc trong tim của anh. Hả? Cậu viết gì vậy hả? Không phải cậu chỉ đem những lời tôi nói lại khi nãy viết lại lên trên giấy thôi hả? Đúng vậy. Là như vậy, cậu nghĩ thử xem, rốt cuộc là cậu đang muốn cảm động bản thân mình hay là muốn Lưu Kha thấy cảm động? Đương nhiên là tôi muốn cô ấy cảm động rồi. Vậy không phải được rồi sao? Nếu như cậu muốn cảm động bản thân mình, chẳng qua chỉ cần dùng đến kỹ xảo, nói những lời nghe ngọt ngào, đường mật xến xúa gì đó. Nhưng nếu như muốn làm cho Lưu Kha thấy cảm động thật sự, vậy thì cậu phải nói thật lòng mình. Nếu như cậu nói ra hết những điều trong lòng cậu nghĩ, như vậy thì Lưu Kha mới cảm động được. Nói có lý. Cảm ơn con nha. Cậu thì hay rồi. Tiểu Kha, lần đầu tiên gặp em ở Thạch Khắc Nha, anh vừa gặp đã cảm thấy thích em rồi. Những chuyện xảy ra sau đó nữa đều ghi khắc lại trong trái tim của anh. Quá nhiều việc khó nói hết được. Nhưng nói tóm lại, từ lúc thích đến khi yêu em, yêu em không lý do. Anh không muốn lừa gạt bản thân của mình. Anh chỉ muốn nói cho em biết là anh yêu em. Anh Đào, thật là anh sao? Trời đang mưa như vậy sao anh lại đứng đây? Anh tìm em. Hôm nay mặc vậy nhìn rất đẹp trai. Tìm tôi làm gì? Tiểu Kha. Lần đầu gặp em ở Thạch Khắc Nha. Ở Thạch Khắc Nha sao hả? Anh Nhị hiệp, Đại Vũ, Tam hiệp sẽ thành nhị hiệp sao? Tôi thấy nó hơi giống chữ khờ. Đã đi bước một người rồi, ba thành hai. Làm gì vậy? Dỡ bản hiệu. Dỡ bản hiệu làm gì? Không phải bố đi sao? Tam hiệp thành nhị hiệp. Ai nói với cô là tôi muốn đi vậy hả? Tôi chỉ sống ở khu bên cạnh đi là 5 phút, cô muốn tạo phản sao? Là chị mà, danh ngôn nhân sinh của anh. Đại trưởng phu chỉ sợ không có vợ con, không sợ công danh phú quý. Đại Vũ, cô nói ngược danh ngôn nhân sinh của anh Đào rồi. Là anh nhớ ngược rồi. Danh ngôn nhân sinh của anh Đào chúng ta chính là... Ở yên. Tôi nói cô biết, nếu như cô không dán nó lại thì tối hôm nay cô đừng có tới ăn mừng ngôi nhà mới của tôi.
Dán lại thì dán, hung dữ gì chứ. Dán lại đây. Tam hiệp. Số liệu người đầu tư mới vào thị trường cổ phiếu lại nhiều hơn trước. Số liệu tổng kết mới nhất Trung Quốc có lấy chứng không? Lấy, để vào trong giúp mình. Được. Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu. Cảm ơn mình cái gì chứ? Cảm ơn cậu không trách mình. Không trách cậu bỏ rơi mình lại một mình. Kết quả không phải cậu dọn đi sao? Nhiên Nhiên, xin lỗi cậu. Nói giỡn với cậu thôi. Sau này phòng ngủ trong nhà sẽ luôn giữ lại cho cậu. Cậu muốn quay về lúc nào cũng được. Nhiên Nhiên, vậy sau này cậu chính là người bên nhà mẹ mình ở Trùng Khánh. Bạn học Lưu Kha, sau này không được sống chung cùng một nhà. Chị em, ai bận việc nấy. Quan tâm lẫn nhau. Sau này, người nhà mẹ cậu mình đây có mặt mọi lúc. Nhiên Nhiên. Được rồi, lại không phải không sống cùng thành phố nữa. Cậu muốn quay về thì có thể mọi lúc được không? Phải rồi, Tiểu Kha. Cậu với anh Đào của cậu, chuyện đó sao hả? Gì mà sao hả chứ? Chính là chuyện đó đó. Ghét quá. Cậu đứng yên. Cậu ở yên, không thì mình sẽ quăng hết sức của cậu đó. Vậy cậu phải hứa không được cụ lép mình. Không được cụ lép mình, đừng qua đây. Không được, ai kêu cậu nói chứ. Đại Vũ, qua bưng đồ ăn. Còn không qua bưng, đánh cô bây giờ. Không bưng. Ê, sao Diệp Thành còn chưa tới nữa? Mau gọi cho cậu ấy đi. Cậu muốn gọi thì gọi đi, mình không gọi đâu. Hai người có gì hả? Không có. Tránh ra, tránh ra. Nước sôi. Nè, tới đây. Nè, né ra, tránh ra. Nè. Nè. Tránh ra. Nè, né ra. Anh Đào. Hả? Sao anh Thành còn chưa đến? Đến rồi. Chỉ đợi mình anh. Cậu là đại minh tinh hay sao? Còn xuất hiện cứu làm người quan trọng nhất nữa. Tới đây. Hối cái gì mà hối chứ. Càng lấy. Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi với Lưu Kha vào ở nhà mới. Cảm ơn mọi người. Uống cạn đi. Càng lấy. Càng ly nha. Trần Đào à. Tôi chỉ là tạm thời giao Tiểu Kha là cho cậu. Nếu cậu dám làm cậu ấy không vui, cậu biết hậu quả ra sao rồi chứ. Hiểu rồi, nữ hiệp. Tôi đảm bảo, nếu như tôi để cho Tiểu Kha rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ theo họ của cô. Tôi tên Dương Đào, có được không? Đáng tin. Ok. Ăn đi. Đào, mời. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Tôi cũng đã tìm được hạnh phúc rồi. Vậy còn cậu? Vậy phải đợi đến khi nào cậu mới cho tôi uống rượu đây? Phải đó anh Thành à. Anh cũng thích cô gái nào không vậy? Không phải đang nói cậu sao? Nhắc đến tôi làm gì chứ? Theo như tôi thấy, cậu chính là đáng đời. Suốt ngày thái độ trên cao. Chẳng trách được cậu còn là kẻ độc thân. Độc thân thì sao? Trong căn phòng này ngoại trừ anh toàn là người độc thân. Là anh phản bội chúng tôi trước đó. Cô im đi, mau ăn lẩu đi. Đại Vũ, tôi kính có một ly. Tuy Trần Đào là bạn trai của tôi, nhưng ảnh mãi là anh Đào của hai người. Tôi tuyệt đối không độc chiếm. Tôi cạn trước. Uống thì uống. Không hổ danh là vợ tôi. Ngay thẳng. Chị Kha, tôi kính chị một ly. Được. Tôi chúc chị và anh Đào răng long đầu bạc. Tôi cũng uống chung. Mời. Cạn ly. Cô đá tôi làm cái gì hả? Chị Nhi, nói xem hai anh chị
Một người trong đẹp trai có tài hoa, một người ở trong xinh đẹp có năng lực, sao lại không có người yêu chứ? Đúng vậy. Sao lại không có người yêu chứ? Câu hỏi này rất hay đó. Đây, phóng viên Đại Minh Tinh, để tôi hỏi cậu đây. Tại sao cậu lại không có người yêu? Tại sao vậy hả? À, Trần Đào à, tôi kính cậu một ly. Ờ, uống. Nữ hiệp, mời. Rồi, cạn ly ha. Hôm nay tuy là ngày cậu với Tiểu Kha dọn đến nhà mới, nhưng mà nói ra cũng là nhà thuê. Cậu định khi nào mua nhà? Nhiên nhiên. Đương nhiên phải mua. Nhưng mà muốn mua chắc chắn là phải mua nhà tốt rồi. Tiểu Kha chúng ta thích ở nhà view sông, sau đó làm vườn hoa trên không, có được không? Vậy thì tốt. Nhưng hiện giờ giá nhà tăng quá cao. Cậu tính khi nào mua nhà? Nhiên nhiên, không phải cậu mua cổ phiếu kiếm được tiền sao? Đúng vậy. Kiếm được bao nhiêu? Không được bao nhiêu. Không được bao nhiêu là bao nhiêu? Không được bao nhiêu. Mau ăn đi. Đâu? Ủa? Tôi nói cho cậu biết, nhóc con cậu đích thật là phải nên nghĩ ra cách kiếm thật nhiều tiền từ bây giờ đi. Hiểu rồi. Chỉ cần có thể ở bên nhau với Trần Đào, anh ấy có tiền hay không tôi không quan tâm. Hai người cứ rải cẩu lương như vậy hoài đó hả? Không phải mừng nhà mới mà đến bị hành phải không? Đừng nói tôi nữa mà nữ hiệp. Vậy thì hãy nói cậu đi, đến khi nào thì cậu mới tìm người yêu đây? Người mạnh không sợ cô đơn, thông minh không dính vào yêu. Bây giờ thì tôi chỉ một lòng kiếm tiền thôi. Đúng. Đúng vậy chứ. Cậu chỉ biết nói theo thôi. Đối với anh Đào đây, yêu và tiền đều phải có. Uống, mọi người cùng cạn ly. Thôi, uống một ly. Uống. Hôm nay 6 người chúng ta, tôi ở đây cảm thấy vô cùng vui. Những tháng ngày sau này chúng ta đều phải cố gắng, mọi chuyện suôn sẻ, kiếm thật nhiều tiền, có được không? Cạn ly. Tôi không sao, đừng chịu tôi. Anh Đào ơi, chúng tôi về trước nha. Cẩn thận nha. Đi thôi. Bye bye. Bọn mình bye bye. Về nha. Bye bye. Bye bye. Cẩn thận nha. Kha, đi lấy nước cho anh rửa chân đi. Anh muốn rửa chân. Gì chứ? Thoải mái quá. Đồ ẩm cũng vừa phải. Anh nói em nghe, anh rửa chân cho em là đang dạy em sau này làm sao rửa cho anh, có hiểu chưa? Kỹ thuật rửa chân của anh là đứng đầu Trùng Khánh này đó. Nếu anh mở một tiệm rửa chân, những tiệm rửa chân thông thường đều phải đóng cửa hết. Mỗi ngày em phải đi dạy cũng cực khổ. Anh cố tình bỏ thuốc vào trong này, không chỉ có thể giúp em ngủ ngon, giảm bớt mệt mỏi, mà còn có thể dưỡng da mềm mại. Quá. Trời ơi. Gì hả? Tốt thật. Còn phải nói sao? Anh Đào của em là ai? Em là ai? Bởi vì em là cô gái của đại ca. Mừng nhà mới xong nên làm ấm giường. Sếp à. Tiểu Lâm, có chuyện gì sao hả? Có chuyện này, tôi muốn hỏi anh một chút. Lần trước anh nói chuyện mua sắm trên TV có lợi hơn so với viết bài sao? Còn MC mua sắm trên TV thì kiếm tiền từ hoa hồng. Việc này phải xem cậu dẻo miệng thế nào. Sếp, em muốn thử. Chị Băng, Thi Tổng đã mở một văn phòng ở Trùng Khánh. Tôi biết rồi. Chương Viên, hôm nay cô đến không phải để trưng cầu ý kiến của tôi, cũng không phải để nói cho tôi biết cô muốn từ chức, mà là muốn có được sự lượng thứ của tôi, có đúng không? Dạ đúng vậy. Chương Viên,
Tôi coi cô như em gái. Không phải chỉ cô là trợ lý của tôi, mà chính là chị con người của cô. Thi tổng tán thưởng cô, chứng tỏ bắt dịch của tôi không tệ. Cô có thể có con đường tốt hơn, tôi vui mừng cho cô. Cảm ơn chị. Chị Duyên, cô rất tài giỏi, nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ với cô và cô trải nghiệm của tôi. Nửa đời trước của tôi giống như cô vậy, cứ luôn bán mạng và làm việc. Nhưng mà bây giờ quay đầu ngẫm nghĩ lại, tôi đã mất đi người quan trọng nhất bên mình rồi. Người trẻ tuổi bây giờ đều không cần theo đuổi vật chất, nhưng sau khi có được những thứ đó rồi lại phát hiện không gặp được tình yêu nữa. Tôi hiểu rồi chị Băng. Nào, uống trà. Cảm ơn. Ánh sáng sẵn sàng. Âm thanh sẵn sàng. Máy quay sẵn sàng. Chào anh Tường. Chào anh Hằng. Chuẩn bị hiện trường xong chưa? À, xong rồi. Nào, lễ hội mua sắm đi cô ghi hình lần đầu tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. À, chào mọi người. Hôm nay tôi là... Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một kiểu áo giữ ấm đến từ thương hiệu Hồng Bảo Thạch. Mọi người có thể xem một chút về chất liệu của mẫu áo này. Dương Dương, lời cầu từ giết cậu không từ nói được sao? Có thấy mất mặt không Lưu Việt Thành? Sao lại chủ động làm MC chứ? Thật xin lỗi đạo diễn, em sẽ làm lại lần nữa. Nào, chuẩn bị hiện trường. Lễ hội mua sắm vui vẻ ghi hình lần thứ 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Chào mọi người, tôi là MC của ngày hôm nay, Lâm Việt Thành. Hôm nay tôi sẽ mang đến một mẫu áo giữ ấm đến từ thương hiệu Hồng Bảo Thạch cho mọi người. Mọi người thấy đó, kiểu áo này thật sự có rất nhiều màu và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tôi sẽ cho mọi người xem chất liệu của mẫu áo này luôn. Làm tài chính, sao cô không dùng đến đòn bẩy chứ? Như làm như vậy thì độ nguy hiểm rất cao, tôi cảm thấy vẫn là nên bỏ đi. Cô có năng lực, có sếp lớn như Thi Tổng ủng hộ cô. Thi Tổng là ai chứ? Đó là nhân vật lớn của thị trường cổ phiếu, cô cần gì phải sợ? Hơn nữa, biên độ tăng 10%, nếu như cô bỏ vào 10 triệu, hôm sau cô sẽ lời 1 triệu. Nếu như dùng đồng bảy, bản thân của cô chỉ cần chuẩn bị hơn 3 triệu. Nền tảng của chúng tôi có thể lập tức chuyển vào tài khoản cho cô. Tình hình giờ của cô không dùng đồng bảy thực sự là quá đáng tiếc luôn đó. Cô nghĩ xem, đã mấy lần tôi kiến nghị cho cô rồi, có lần nào cô lỗ hay không? Không chỉ không lỗ còn kiếm được nhiều hơn, tôi hại cô được sao? Đang ở đâu vậy? Có chuyện tìm cậu nè. Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Sắp đến rồi, là ở phía trước. Nói đi. Vậy tôi không lấp lửng nữa. Chuyện của công ty, cảm ơn cậu. Đây là quà tặng cho cậu, cầm đi. Có thích không? Cậu nhìn tôi như vậy làm gì chứ? Lý Giang Khải, chuyện là tôi không rảnh chơi với cậu, tôi bận lắm. Chúng ta là bạn bè, tôi nói thẳng luôn. Cậu làm như vậy, tôi thấy rất không quen. Đồ này trả lại cho cậu, cảm ơn. Duy Nhiên à, tôi không có ý gì khác. Thật ra tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa chúng ta thôi. Bây giờ tôi đối với cậu ấm nhà giàu kém cỏi như cậu đã có cách nhìn khác một chút rồi. Tôi biết mà. Chuyện của Ngô Chỉ Dân, mấy năm nay trong lòng cậu vẫn còn nhớ. Tôi thấy chuyện của Ngô Chỉ Dân cậu không sai. Ly rượu kính cậu ở Thạch Khách Nha cũng thật lòng. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, vì đó là góc độ bạn bè. Nhưng cậu dùng chiêu này đối với tôi thật sự không cần đâu. Thật ra ý của tôi rất là đơn giản. Tôi muốn mở công ty bảo lãnh, muốn kêu cậu làm cố vấn.
Tiền lương cậu cứ nói. Nếu như cậu thật sự muốn mở công ty bảo lãnh, muốn mời tôi về làm cố vấn, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng mà là ở một nơi phù hợp chứ không phải ở đây. Sau đây tôi xin đi trước. Không cần tiễn tôi đâu, cảm ơn. Nè, một ngàn thì một ngàn. Cảm ơn, cảm ơn. Nói chút chuyện đi đây. Phải nha. Rồi tạm biệt người ta nha. Nè, phải đổ xăng thêm đó. Xe sắp hết xăng rồi. Có một cạc thôi sao? Giống chỉ có 300 thôi. Cô muốn nhiều. Phải nhớ bốn chữ. Lại ít bán nhiều ha. Có 100 thôi à. Lúc mà người anh đã sửa xe máy, một người đi chơi game, một người đi đánh quyền, có ai thèm giúp đỡ không? Anh đi đâu vậy? Mua sắm hè. Mua sắm? 100 thì 100, có còn đỡ hơn là không có. Chỉ biết chơi game thôi. Đẹp không? Đẹp lắm. Thích không? Em cũng không thích lắm. Em thấy màu vàng này em mặc cũng không được hợp cho lắm. Cũng không có nhiều. Đừng nói là cái áo này. Em muốn mua tất cả mọi thứ, anh cũng sẽ mang về cho em. Thật sự em không thích lắm. Em cảm thấy em mặc cái này không có hợp. Em đổi cái khác. Không phải. Cô gái em... à, thực sự không cần sao? Tôi thấy cô mặc lên trước là đẹp. Anh à, đáp ứng mong muốn của cô ấy đi. Hôm nay giảm 20%, giảm còn 1.800 tệ thì ưu đãi lắm đó. Em thật sự không thích. 20%. 88, 64. 20% là... Đi dạo mệt quá đi. Em đi rửa mặt đã. Đi đi. Ừ. Sao cậu không chịu nghe điện thoại? Đã nói tiền nhà phải đóng một năm, cậu mới đóng có một tháng. Hối cái gì mà hối. Tôi còn có thể nợ tiền nhà không sao? Hai ngày sau tôi đóng cho. Cậu nói đóng một năm, tôi mới cho cậu thuê giá rẻ, sao còn phải đợi hai ngày? Ê, ông ơi, chỉ hai ngày thôi mà. À, được rồi, hai ngày, hai ngày nhất định phải đóng. Ông ơi, ông yên tâm, chắc chắn đóng mà. Có một điều kiện, cho dù có gì, cũng không được nói với vợ tôi chuyện này, biết chưa? Hả? Được rồi. Cảm ơn. Hôm nay cô nghĩ gì mà mời tôi đến đây ăn cơm vậy? Sao ra tình hình thị trường cổ phiếu không tệ rồi. Đầu tiên là muốn cảm ơn chị Băng. Lúc em từ chức, chị không trách em. Thứ hai là muốn tặng cho chị một món quà nhỏ. Ờ, còn có bất ngờ sao? Để tôi xem nào. Quà. Thích không chị Băng? Đẹp đó, thích lắm. Cô xem, cô chi mạch như vậy đưa ghi tôi thích rồi. Nhưng mà đầu tư chứng khoán, nhất định phải nhớ, không được động vào đồng Mỹ. Con trẻ tuổi như vậy mà đã kiếm được nhiều tiền. Cô nên có thời gian để tận hưởng cuộc sống của bản thân nhiều hơn. Cạn ly. Cạn ly. Làm gì vậy? Kẹt tiền.
Rồi đặt đi đặt. Rồi xui. Chơi với cho ta gỡ. Không chơi ra ngoài. Tiền. Không chơi không? Không chơi ra ngoài đi. Nè, bên này trống nè. Đương nhiên là phải vậy rồi. Rồi rồi, cô bà nha, cô bà nha. Đặt tiền hết chưa? Rồi. Ê, làm gì vậy? Không chung đường, không cùng chỉ hướng. Nè, đợi một chút đi. Không chung đường, không cùng chí hướng. Hả? Cậu đứng đó không phải sao vậy hả người anh em? Hả? Chuyện lần trước là do tôi nể mặt thôi. Cậu đã tìm đến đây rồi, chắc chắn là có chuyện gấp. Hả? Ngồi xuống nói. Anh, xưng hô thế nào? Gọi tôi là anh Qua là được rồi. Hả? Người anh em, mượn bao nhiêu? 10.000, 3 tháng. Cho chúng tôi có tiền lãi. Tôi biết. ¥20.000. Lần đầu tiên không cần tiền lãi, kết giao bạn bè. Anh Hoa muốn gì? Tôi muốn cậu kìa. Người anh em, đủ nghĩa khí, đủ tình bạn. Suy nghĩ lại rồi đến với tôi. Hả? 3 tháng nữa trả anh. Cô còn do dự cái gì nữa? Đợi cô do dự xong người khác kiếm tiền hết rồi. Tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm rất cao. Tôi nói cho cô nghe, giá thị trường bây giờ tốt như vậy, 1 được 3, giá cả cao, kiếm được cũng nhanh. Cô Dương à, cơ hội vượt qua giai cấp không nhiều đâu. Hả? Giàu có và tầm thường chỉ trong khoảnh khắc. Như giới hạn hàng ngày, cô không thêm đòn bẩy một ngày được 100.000, cô thêm đòn bẩy một ngày được 300.000. Đơn giản như vậy thôi. Alo mẹ, nhà ở Tam Á chúng ta có thể bán không? Mẹ đã hỏi rồi, sau này căn nhà đó có thể tăng lên 3-4 triệu, bây giờ không được bán. Vậy thôi khỏi, hay là để con tự nghĩ cách. Hay chờ khoan đã. Đúng không, con cần 3 triệu rưỡi đúng không? Ừ. Được. Mẹ cho con 3 triệu thì con thả trước đi, con chờ một chút. Không phải chứ, mẹ lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chuyện này không cần con lo, mẹ tự có cách của mẹ. Nhưng mà mẹ phải nói rõ với con, số tiền mà mẹ bỏ ra thì phần lợi nhuận đều phải thuộc về mẹ đó. Được, con biết rồi. Anh làm gì vậy? Em đã nói rồi, em không có thích lắm. Tâm tư của em anh còn không rõ hay sao? Rõ ràng là em rất thích nó. Bày đặt nói xạo với anh nữa. Sao anh có tiền vậy? Mấy anh em ngoài xã hội nợ tiền anh nhiều lắm. Không cần anh đích thân đi đòi, người ta cũng tự mang tiền tới trả thôi. Thật sao? Chứ sao? Có khi nào anh lừa em chưa? Lúc đó anh không mua cho em là anh muốn tạo cho em một bất ngờ đó. Anh đào thân là đàn anh, sao có thể không mua nổi cho em một cái váy được chứ, đúng không? Hả? Ừ. Mặc thử đi. Ừ. Em đi đây. Nhưng mà anh không có tiền để mua cho em một cái váy được chứ, đúng không? Hả? Ừ. Mặc thử đi.
Nhà đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn hiện tại nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và theo dõi thêm diễn biến thị trường, chuyên gia khuyến nghị. Còn nhà đầu tư trung hạn dài hạn vẫn có thể xem xét giải ngân dần trong các giai đoạn giảm điểm. Mục tiêu nên hướng tới các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản. Xin chào tháng 6 năm 2015. Mọi người thật sự đang cần một loại chất tẩy rửa có hiệu quả cao. Tôi vô cùng muốn giới thiệu cho các bạn mua món này. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi đang có hoạt động khuyến mãi. Mua 4 tặng 2 dạ, nha. Tốt nó lắm. Không chỉ có thể làm sạch nơi bạn nhìn thấy, mà còn có thể làm sạch nơi bạn không thể nhìn thấy. Hãy mau nhanh tay gọi đến hotline mua hàng ở ngay dưới màn hình. Báo cáo doanh số đạt được hôm nay. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Vẫn là Lâm Việt Thành của các bạn. Chúng ta hẹn gặp lại tập sau nhé. Được, nhưng hôm nay mọi người chất giả rồi. Doanh thu hôm nay của chúng ta đã vượt qua 500.000. Lâm Việt Phàm, tốt lắm. Làm tốt lắm. Tốt quá rồi. Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi. Tốt quá rồi. Sao vậy? Lâu rồi không vậy? Sao chị buồn rồi chán nản vậy? Hôm nay em bán được 500.000 bộ sản phẩm. Vào tháng sau sẽ có 120.000 tiền thưởng đó. Đây là chuyện tốt mà. Em đang nghĩ 120.000 tiền thưởng cộng thêm tiền để giành được mấy chục ngàn nữa, có thể trả tiền đặt cọc nhà lúc đầu rồi. Nhưng mà giá nhà lại tăng thêm nữa, tăng tới mấy chục ngàn luôn, lại không thể trả nổi. Không trả nổi thì không trả nổi, cuộc sống mà đâu nhất thiết phải mua nhà đúng không? Chị à, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như chị đâu. Em đang nói chuyện riêng sao? Em nói thật cho chị biết, hai đứa rốt cuộc tới đâu rồi? Tụi em còn chưa từng bắt đầu nữa kìa. Em chưa tỏ tình với cô ấy. Em còn chưa tỏ tình mà đã tự mình ở đây than thở gác dài rồi. Em trai cút à? Một người con gái, cho dù cô ấy có biểu hiện gì trước mặt em, chỉ cần cô ấy thật lòng thích em cũng thật lòng theo đuổi cô ấy. Chị tin cô ấy sẽ không từ chối đâu. Đừng trách chị không nhắc em. Nếu như em còn chút giác rụt rè như vậy, không dám thực hiện bước này, sau này người hối hận chính là em. Năm đó chị cũng đã như vậy. Tuổi còn nhỏ, không hiểu nên bỏ lỡ, tự mình hối hận cả đời. Đừng sợ rệt, phải cố gắng vì bản thân một lần. Người đồng hành cùng anh giờ đã không còn nữa. Bây giờ bơ vơ, không còn bất kỳ ai để nương tựa. Đã bao nhiêu đêm vùi mình trong men say, thật sự muốn quên em nhưng lại không thể. Thời gian như thêu dệt lại bức tranh mặt trăng treo trên bầu trời cao. Cuộc sống sẽ không còn lạc lối nữa. Có lẽ thời gian tự chữa lành mọi vết thương. Dương Nhiên, sao cậu lại ở đây chứ? Bởi vì ở đây có tình cảm chân thành. Ở đây không có tình cảm chân thành. Tình cảm chân thành của mỗi người đều ở cạnh bản thân.
Dương nhiên tôi. Anh thích em. Anh thích em từ lúc học đại học rồi. Anh biết có rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt, nhưng xin em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ cố gắng nỗ lực làm việc. Vì tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ không tệ đâu. Vì em, anh bằng lòng trả giá mọi thứ của bản thân. Anh, để anh đưa em về. Vậy anh phải nhanh lên, nếu không sẽ không theo kịp em đâu. Alo mẹ. Yên ạ, giá cổ phiếu giao dịch đã giảm rồi. Làm sao đi, con xem có nên rút ra không? Mẹ có chút tố chất tâm lý được không? Giá giao dịch cổ phiếu giảm là rất bình thường. Con vẫn đang ngủ đi, con cướp máy đi. Lúc đó chúng tôi không biết sụp đổ thị trường năm 2015 là sự thảm khốc chưa từng có trước đây. Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Mẹ không cần lo lắng, hôm nay đã tăng 2 điểm rồi. Được rồi, con không nói với mẹ nữa, như vậy nha, tạm biệt. Mà Dương Nhiên không chỉ đầu tư hết số tiền của mình, còn đầu tư luôn cả tiền để dành của mẹ cô ấy. Bởi vì cộng thêm đòn bẩy, cô ấy không chỉ mất cả vốn mà còn nợ hơn 3 triệu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói đi chứ. Em đã nói rồi, anh cứ hỏi đi hỏi lại. Chính là giá cổ phiếu tiêu rồi, bây giờ em không muốn nói nữa. Anh xin lỗi Nhiên Nhiên. Em đừng nóng vội. Anh chỉ muốn biết giá cổ phiếu của em rốt cuộc ra sao rồi thôi. Biết rồi thì như thế nào? Sau đó thì sao? Biết rồi thì mới nghĩ cách giúp em được chứ. Làm việc thành anh đừng lo nữa. Làm sao anh bỏ mặc em được chứ? Không phải, anh lại không hiểu tình hình. Tiền của em đều đặt trong cổ phiếu. Đây là tiền của mẹ em đã thế chấp căn nhà ở Tam Á nhiều lần. Cổ phiếu đã tiêu rồi, tiêu mất rồi. Mẹ em còn phải ngồi tù. Muốn giải quyết vấn đề phải có 3 triệu lập tức. Anh có không? Em xin lỗi Diệt Thành. Em vừa rồi chỉ là quá lo lắng mà thôi. Em xin lỗi. Không sao đâu. Em cũng đừng lo lắng. Chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Tôi gọi điện thoại cậu không nghe, WeChat cũng không trả lời, nên tôi đành tới tìm cậu. Nói đi, có chuyện gì? Tôi mở công ty bảo lãnh. Chuyện cố vấn cậu hãy suy nghĩ thêm đi. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi không có hứng thú. Vậy bán thời gian cũng được mà. Tôi thật sự rất bận, cho nên tôi phải đến tận nơi để hỏi đây nè. Khoảng thời gian này tôi thật sự không rảnh. Mẹ, sao mẹ đến đây? Sao mẹ đến đây hả? Con nói đi, sao mẹ đến đây nào? Con nói là con không rút ra, nợ của mẹ làm sao mà trả đi? Cậu về trước đi. À, được. Cậu có độ thế chấp cũng không có bảo lãnh, thì trong trường hợp này nhiều nhất chỉ vay được 3-4 ngàn. Vậy còn tiền lãi thì sao? Chúng tôi giải ngân rất nhanh nên tiền lãi chắc chắn sẽ không thấp, đúng không hả? Hiểu rồi, tôi sẽ vay. Được, anh đưa chứng minh thư để tôi đi photo nha. Được. Đợi tôi một chút. Cảm ơn. Đơn xin vay tiền, họ tên người làm đơn: Lâm Diệt Thành. Thật là bây giờ làm sao đây hả? Mẹ, con đang nghĩ cách. Vậy thì con bao nghĩ nhanh lên đi. Thì không được lỗ đâu đó. Lỗ thì mẹ phải làm sao chứ? Mẹ, sụp đổ thị trường không phải một mình con giải quyết thì giải quyết được đâu.
Vậy sao con không chịu bán sớm đi chứ? Sớm một chút thì không phải là tiền đã về lại rồi sao? Không phải con nói với mẹ rồi sao? Lúc giảm xuống con không thể bán được. Giống như bán ra ngoài chợ, phải có người mua mới có người bán, mẹ hiểu không? Mẹ không hiểu hả? Con hiểu đó. Con hiểu sao con bị lỗ chứ? Mẹ, mẹ cho con chút thời gian được không? Con nhất định giải quyết. Không phải là mẹ không cho con thời gian. Mẹ chưa nghĩ đến là mẹ liền không ngủ được. Nhiều tiền như vậy, trả không hết thì phải làm sao hả? Con có từng nghe qua thua lỗ cổ phiếu giải lâu chưa? Hả? Con muốn mẹ giải lâu sao? Hơn nữa, đây là do con nói. Mua cổ phiếu có thể kiếm tiền. Nếu không mẹ sẽ không tin. Mẹ rảnh không có gì, mẹ mua cổ phiếu làm gì? Không phải con gạt mẹ ruột của mình chứ? Mẹ ruột? Dương Mỹ Huệ, mẹ còn biết là mẹ ruột của con sao? Từ lúc mẹ sinh con ra, mẹ ghét con như là đứa con ghẻ, ghét con tìm mẹ xin tiền. Bây giờ xảy ra chuyện, mẹ đến đây trách con. Lẽ nào con sinh trên đời này là có tội sao? Mẹ ruột! Vậy mẹ lấy căn nhà ở Hải Nam ra chạy 3 lần, vậy bất hợp pháp cho con, có phải mẹ sai không hả? Mẹ, tiền của mẹ, con nhất định sẽ nghĩ cách trả cho mẹ. Mẹ, mẹ có thể cho con chút thời gian không? Cho dù là người lạ cho vay nặng lãi cũng không giống như mẹ ép con như vậy có đúng không? Thời gian, không còn thời gian đâu. Cứ kéo dài như vậy, con đợi đến lúc vào tù thăm mẹ đi. Mẹ, là lỗi của con xin lỗi, con sẽ nghĩ cách giải quyết.